Có lẽ những giây phút ấm áp khi đó ta còn bên nhau là lúc mà em đã đến và trao tình yêu kèm nụ hôn sau. Người như đợi anh sẽ thoát cơn mưa cảm xúc đen tối trong đầu và chưa lắng nghe để những tổn thương từ trước xa lại mình đâu. Thì chỉ như là anh sẽ xấu đi hết cảm xúc đang còn trong tim. Người đã nói khi yêu rất vui nhưng anh đã đáp lại rằng không tin. Và tình yêu ngày đó đã khiến anh trong đầu anh mang nhiều ưu phiền. Nên anh muốn nói với em. Cảm ơn vì người đã yêu bằng hết những gì còn lại dành cho nhau. Dù chẳng phải là cái kết thật đẹp là mình sẽ bước tiếp. Cùng nhau hòa qua những đời còn lại, nơi tình yêu sẽ luôn tồn tại. Chẳng nên chia ly nhau mà vẫn kính bên nhau mãi mãi. Dù giờ hai ta đã có lựa chọn đoạn đường về sau riêng, thì hãy vẫn luôn tươi vui và giữ tình yêu này trong tim. Bởi vì em làm anh biết yêu là gì, đó là những cảm xúc gì kỳ. Nơi mà mỗi buồn đau và những niềm vui dù kết thúc. Cho cố mai sau có đôi lúc mà em lại hơn giữa anh, nên là xong phải nhẫn lỗi nhanh vô chạy đi để mua nhành hoa đặt ngay trước sân. Bởi vì em là người anh tìm lâu nay, cảm xúc như sóng gió cứ vội vã để bên anh. Lý trí anh ngỡ không phanh làm cho anh càng ngày càng yêu mà chẳng cần phải sâu. Giờ chuyện sẽ cùng đến